Nên chào các bạn, hôm nay tôi đã thử làm cái đoạn video để ghi pe cái con Lumia 630, 635, một số dòng máy khác nó không hỗ trợ trên cái di rắc. Bây giờ chúng ta mở cái hộp bóc ATM đi. Ở đây chúng tôi đã cóp sẵn hai cái file gboot của 630 và 635 ra rồi. Đây là con 630 này. Nó có file tên là .mmc. Đấy, ở cái ATF thì chúng ta chọn vào ATF Plus này, chúng ta chọn vào cái EMC Tool này. Chúng ta không cần để làm cái gì khác, chúng ta tích thẳng vào wire đi, chúng nó sẽ đưa chúng ta đến một cái đường dẫn để chọn file. Ở đây chúng ta sẽ chọn ra cái file ATF EMC file này, chúng ta có con 635 thì chúng ta chọn cái file của 635 này, nó sẽ có tên là cái tên gì không biết, chúng ta đổi cái gì biết, nhưng đuôi của nó là .mmc, memory card ấy. Chúng ta chọn file này, nó sẽ hiện lên hình pin out, chúng ta câu hình pin out tương tự như thế này, và sau đó là chúng ta cắm USB vào, là chúng ta thu nhỏ xuống, chúng ta ấn OK là nó viên box sẽ chạy. Hoặc là chúng ta lấy sau khi lấy xong cái hình pin out, chúng ta phải tắt cái giao diện ATF đi. Chúng ta tắt cái giao diện ATF đi. Chúng ta mở cái pin out lên và chúng ta câu cái hình pin out, sau đó chúng ta đàng hoàng chúng ta mở lại cái ATF. Chúng ta hoàn chúng ta mở lại ATF, chúng ta lại chọn tiếp cái ATF Plus này, chúng ta chọn tiếp sang cái Tune MMC này, và chúng ta chọn tiếp vào wire này, và sau đó chúng ta lại vẫn tiếp tục là cái phương pháp cũ là chọn file. Chúng ta tắt hẳn cái này đi bởi chúng ta đã câu xong, nó không cần cái hình của nó, sau đó chúng ta ấn OK và như thế là box sẽ chạy bình thường. Chạy xong rồi chúng ta tháo cái dây câu ra, chúng ta lắp máy lại và chúng ta chạy lại cái phần mềm lắp lại cái firmware cho máy là nó sẽ lên nguồn bình thường. Trong mobile 2007 xin cảm ơn bạn đã theo dõi đoạn video này.